chọn tủ đông để kinh doanh bánh mì khi Bắc hay còn gọi là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, thì có nhiều anh chị hỏi là kinh doanh có cần mua tủ đông hay không. Đương nhiên là phải cần nhá, tại vì tủ đông để chúng ta chứa thịt khi mà chúng ta ướp xong ấy thì chúng ta sẽ cấp đông, và chứa tủ đông để sẽ có một ngăn đông và ngăn mát thì chúng ta sẽ chứa sốt và các loại rau để cho tươi ngon. Thì chúng ta nên chọn loại tủ đông nào thì giờ Di sẽ đưa cái hình của cái tủ đông cho mọi người xem. Đây là loại tủ đông Alaska, cái ngăn đông của nó sẽ to hơn ngăn mát. Tại vì sao chúng ta lại dùng ngăn đông to hơn ngăn mát? Vì chúng ta chứa thịt là chủ yếu nên chúng ta mua những loại tủ đông ngăn đông to, còn ngăn mát thì chúng ta xài ít hơn cho nên chúng ta mua loại tủ đông có ngăn mát ít. Tùy thuộc vào anh chị, ví dụ như những anh chị có nhu cầu là mở 3, 4 hay 5 cửa hàng bánh mì liên tiếp luôn thì mình nên chọn những cái loại từ 500 lít cho đến 1.000 lít để chúng ta phục vụ nhu cầu sau này. Còn những anh chị mà xác định chỉ kinh doanh một điểm thôi thì Duy hướng dẫn anh chị là nên chọn cái loại tủ đông loại nhỏ nhất là 210 lít. Nhiều anh chị có đặt câu hỏi là ở nhà mình có tủ lạnh thì có bỏ được hay không? Tủ lạnh thì cũng bỏ được nhưng mà không đủ công suất, với lại bỏ cái thịt vào nó không có vừa. Tại vì cái cây thịt của chúng ta thường sẽ cao 50 phân mà chúng ta bỏ ngăn đông của tủ lạnh thì chưa chắc nó được 50 phân. Nên chúng ta phải có khi lại phải bỏ 5 cái thịt thì nó sẽ bị méo cái thịt, nên là nó sẽ không đẹp và lúc đưa lên quay thì cái thịt nó sẽ không tròn. Nên là anh chị em kinh doanh bánh mì Kỳ Bắc nên mua cho mình một cái tủ đông cũ hoặc mới cũng được. Ok, chúc anh chị em kinh doanh thành công.